ơi, uống nước ngon quá trời ngon tơi hả? Ừ, bữa nay cười tươi quá nè, gương mặt tròn trịa luôn, quá trời vui phải không? Mừng quá bà con ơi, bữa nay anh cười tươi quá trời, quý cô chú anh chị mừng quá. Hậu Giang hỏi thiệt chị nha, khi mà hay tin á là Quý Mạnh Thường Quân trao cho một cái ngôi nhà cho anh Phúc và chị ở, thì chị trong lòng chị như thế nào, cái cảm xúc mình như thế nào? Trời ơi, mừng ở đây ngủ không được luôn. Bột lớn và bột nhỏ, hộp viên nhỏ và viên lớn nữa bà con mà khó sử dụng với cái loại bột thì bà con sử dụng với cái loại viên. Tại vì viên và bột là đều công dụng như nhau nha quý cô chú anh chị. Hậu Giang quê tôi xin kính chào quý cô chú anh chị. Hậu Giang chào bà con gần xa. Hậu Giang kính chúc cho quý cô chú anh chị bà con mình xa gần được thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa bà con, hôm nay là buổi trưa ngày 21 tháng 12, cũng như mọi khi Hậu Giang qua đến đây để cập nhật sức khỏe nghệ sĩ Ngân Phúc, để bà con mình xa gần xem qua màn ảnh nhỏ. Bà con cũng mừng cho anh Phúc là từng ngày cải thiện sức khỏe tốt. Và Hậu Giang cũng như quý cô chú anh chị, bà con mình xa gần lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng là luôn mong chờ nghệ sĩ Ngân Phúc là cắt tiếng nói lại được quý cô chú anh chị. Như vậy là mừng lắm rồi bà con. Và Hậu Giang cũng báo cho bà con mình là mừng luôn là cái số tiền mà Mạnh Thường Quân hỗ trợ để cắt ngôi nhà tiền chế cho nghệ sĩ Ngân Phúc đó bà con, là 70 mấy triệu. Và hôm qua là chú ba của nghệ sĩ Ngân Phúc đã ký tên là cho quyền sở hữu miếng đất này là thuộc về chị Kiều và anh Ngân Phúc luôn quý cô chú anh chị. Mừng lắm bà con ơi, khi có ngôi nhà rồi á là mới mốt á mưa gió chị Kiều cũng đỡ lo. Tại vì bà con biết cái nhà bây giờ mà nắm cây cột mà gung ginh là cái nhà nó nhúng nhích rồi bà con. Tại vì cái chân ở dưới là cũng một hết chân rồi quý cô chú anh chị. Cho nên là khi mà hay tin á là được Quý Mạnh Thường Quân gửi để mà cắt cho cái nhà anh Phúc như thế này, chị Kiều chị cũng rất mừng luôn. Và theo Hậu Giang á, Hậu Giang cảm nhận được là anh Phúc ảnh cũng mừng, mặc dù ảnh không nói được nhưng mà ảnh ít nhiều gì ảnh cũng nghe được bà con. Cho nên là ví dụ như bà con đang nói cái gì á, nói vui á là ảnh cười, thì ảnh đã cảm nhận được. Cho nên mặc dù ảnh chưa nói chuyện được nhưng mà ảnh mừng lắm. Bà con mình có sử dụng cái sản phẩm ngải đen ngải chống độc của Cao Trung Sơn, bên kênh YouTube của Hậu Giang chia sẻ đó, cũng là thành phần chính nghệ sĩ Ngân Phúc anh sử dụng là anh được phục hồi sức khỏe như ngày hôm nay đó quý cô chú anh chị. Cái ngải đen ngải chống độc của Cao Trung Sơn quý cô chú anh chị, Hậu Giang muốn chia sẻ để bà con mình khi mới xem video của Hậu Giang thì bà con không biết hết cái công dụng của ngải đen ngải chống độc của Cao Trung Sơn. Thì ngải đen ngải chống độc của Cao Trung Sơn hỗ trợ trong việc điều trị đau nhức xương khớp, tê bì chân tay, thoái hóa, ung bú, bệnh chỉ, bệnh gút, viêm son, mắt ngủ, tiểu đêm, đặc biệt là đau bao tử rất là hay nha quý cô chú anh chị, và ngăn ngừa di căn tế bào ung thư. Thì bà con cũng biết, bà con theo dõi video lâu, bà con theo dõi video lâu về nghệ sĩ Ngân Phúc, bà con cũng biết là thành phần chính đó là nghệ sĩ Ngân Phúc sử dụng, cho nên sức khỏe của anh cải thiện mỗi ngày khá hơn quý cô chú anh chị. Hôm nay cũng là tới buổi trưa, tới giờ nghệ sĩ Ngân Phúc ăn trưa bà con. Hậu Giang mời bà con cùng vô nhà anh Ngân Phúc nha. Hey, hello chị Kiều, Hậu Giang mới qua. Ô, chào anh Phúc. Hôm nay tình hình sức khỏe thế nào rồi? Khỏe lắm rồi. Sáng có phơi nắng không chị? Trời ơi, cái buổi cơm đơn sơ mà lộng lẫy của nghệ sĩ Ngân Phúc nha bà con. Hôm nay ăn món gì với món gì đây? Ngồi đi chị. À, hôm nay ăn thịt chiên hả chị Kiều? Dạ. Này anh ăn với thịt chiên nha bà con. Thịt chiên. À, canh bí đỏ hả chị? Dạ. Đỏ, thịt bằm. Ồ, bữa nay hôm qua hớt tóc, bữa nay gương mặt thấy cưng quá à. Ồ, chào con gái mới đi học về hả? Hello.
Sáng heo nước gì 5 giờ là cười trành với heo vậy đó. Lấy cái mền ra đi chị ơi, để nghe cái chân thấy hầm hì cái chân ảnh quá. Ăn đi kìa. Rồi, rồi lấy cái mền ra y dễ chịu à. Ngồi đi chị kêu. Tắm rửa đây rồi. Rồi ăn cơm. Em nghe thông tin là chú đã ký giấy cho cái miếng đất này là sở hữu thuộc chị với anh Phúc luôn hả chị Kiều? Dạ. À, thủ tục xong hết rồi phải không? Xong rồi anh còn ký nữa. Dạ. Chứ ấp á. À cũng như là lại ấp xã chính quyền địa phương xác nhận cái nữa hả chị? Dạ. Ha? Qua đi xác nhận mà bị anh chứ ấp anh đi học. Dạ. Đi học anh không có nhà. Dạ. Hậu Giang hỏi thiệt chị nha. Ừ. Khi mà hay tin á là Quý Mạnh Thường Quân trao cho một cái ngôi nhà cho anh Phúc và chị ở thì chị trong lòng chị như thế nào, cái cảm xúc mình như thế nào? Trời ơi, mừng ở đây ngủ không được luôn. Vậy đó hả? Mừng mấy bữa nay em ngủ. Em đâu có ngủ được cái đâu, suy nghĩ hoài. Mừng quá ngủ cũng không được. Ừ. Nghĩ có nhà đấy. Em sợ mua mưa. Dạ. Mưa giông nè. Rồi ướt tội nghiệp với hai nữa. Một cái là không biết Phúc đi đâu cũng không được á. Dạ. Em thì yếu nữa trời ơi. Mấy bữa mà Hậu Giang qua bà con, ngay cái lúc mưa bà con, thật sự là Hậu Giang rất là sợ luôn, cái nhà ở sàn quá trời. Tại vì ở đây trống nữa nè chị Kiều. Mà gió ngay cửa mà gió mạnh mưa một cái nha trời ơi, sợ thì sợ luôn, cái nhà sàn quá trời luôn. Bây giờ Hậu Giang đẩy gì là sàn qua sàn lại đó bà con. Trời tài hả? Không, tại nó Hậu Giang có đây luôn hả chị? Dạ. Dòng cái người nắm cây cột lại. Thì đó, bữa đó có em đây mà. Ừ. Quá trời sợ luôn. Ví dụ mình khỏe nè thì mình có gì mình chạy ra được đi. Ừ. Còn như ông Phúc rồi sao không chạy đây? Rồi gì? Bởi vì mà, mỗi lần mà đêm mà mưa đó. Dạ. Là em ngồi không, em đâu có dám ngủ, không dám nằm luôn nó ngủ. Dạ. Em ngồi hoài vậy đó. Trời ơi, giống một cái. Bữa nay tóc thấy mát mẻ, dễ chịu quá ha. Tối ngủ ngon dữ không chị? Ngủ ngon nè. Uống thuốc ngủ ngon thiệt. Hai ngày nay Hậu Giang cảm nhận nha. Hậu Giang cảm nhận là ảnh hay được cái thông tin này á, cho nên là thấy gương mặt ảnh tươi dữ lắm luôn. Tươi ha. Tươi. Ăn được ngủ được lắm. Ăn được ngủ được, mừng lắm quý cô chú anh chị. Còn em thì lại ngủ không được. Mừng. Em mừng. Dạ. Có gì mà vui bằng mà đó. Cái căn nhà này á là thật sự là anh mình nói á, là cái này giống như là cái mơ ước của chị mà thành hiện thực rồi. Để mà nói mà cắt cái nhà thì làm gì mà mình có đủ điều kiện để mà mình cắt cái ngôi nhà như thế này. Dù em nói tiền chế thôi. Mơ ước em còn không dám. Mình không có đất, không có ruộng, rồi mình không có thu nhập nào hết trơn. Vừa phải nuôi mẹ, cha mẹ, rồi nuôi em mình, rồi hai đứa con nữa. Bỏ em rồi đi sao làm đi làm được mà có được. Tiền mà. Bây giờ lo cái ăn cái mặt còn khó nữa chứ đừng nói chi là dư mà để cắt cái nhà. Trời quá ngon rồi kìa chị. Mừng dữ rồi. Hôm nay là từ hôm qua tới giờ là hay tin á, Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho căn nhà rồi. Mừng lắm bà con ơi. Để này nghe ăn dữ dữ. Ngồi lùm không biết ăn nha. Cái mít của Hậu Giang nghe để lại nha. Ăn ngon quá trời luôn ha kìa kìa. Biết sao em làm thịt cho Phúc ăn hoài không? Phúc khoái ăn thịt lắm. Đúng rồi. Hồi nhai cái kìa chị Kiều thấy ngon gì đâu á. Bữa nay là Hậu Giang thấy thằng sát ảnh bữa nay là tươi dữ lắm, tươi nghe chị Kiều. Gương mặt sáng ngời luôn. Sáng heo là mặt đầu đi học nghe sáu vui cái là cười. Vậy đó hả? Vô là mẻ sáu cười chứ con quá trời. Cái gì? À chị ngồi đi, chị ngồi đi. Để Hậu Giang lấy. Ngồi tới hai cái luôn nè. Vậy hả? Gắng cố gắng lên. Rồi là mình phải nói chuyện được nè, bà con xa gần á anh biết không? Bà con xa gần lúc nào á là cũng mong chờ là nghệ sĩ Ngân Phúc nói chuyện lại được hết trơn nha. Dạ, để em kéo cái màn ra chút coi.
đậu con. Mở mở cái đinh bên đó cho anh giật. Đinh dưới hả? Dưới đây bên đây đây. Đây hả? Đây. Cái màn này kéo để cái màn này tối đỡ lạnh. Với lại mở tivi lúc nó coi đó anh. Nó không bị chán. Dạ không bị chán. Bởi vì em đang có dám. Ồ rồi có gió. Bằng ngày dở ra đi nếu mà trời nóng quá chị Kiều. Ừ. Cho gió cái không khí nó mát mẻ. Coi tivi đó. Dạ. Mấy bữa coi em thấy chá quá. Cái sáng cho anh coi đóng lại anh coi hoài luôn. Con này ngủ ngủ cái gì coi. Bây giờ đợi ba Tài về rồi là xin ý kiến của ba Tài. Ba Tài khi mà ba Tài hay được cái tin này thì ba Tài cũng rất là vui luôn. Rất vui là con trai mình có cái nhà mốt. Dạ. Che mưa che nắng rồi, không có lo nữa. Dạ. Chị mà có đi làm được á thì chừng nào anh Phúc nói chuyện lại được á. Dạ. Biết kêu đói rồi. Đúng. Nói chuyện lại được thì có khả năng chị đi làm được. Dạ. Tại vì khi anh nói chuyện lại được thì muốn ăn uống muốn cái gì đó thì dụ nhờ một người ở nhà cũng được rồi. Dạ. Rồi chị đi làm. Đúc cho Hậu Giang bụng ơi. Ăn chép quá trời luôn. Ăn chép nghe thèm chịu không nổi luôn á ông ơi. À, cắt cái tóc lên cái gọi ba cái gào nó văng ra chân nè chị Kiều. Yeah. Sáng cho anh ăn gì chị? Sáng ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu hả? Yeah. Ăn ngon lành không? Ăn ít. Gì đó. Yeah. Giờ này ăn cơm thấy ngon nè. Phạt đậu con vừa vừa thôi anh Phúc ơi. Tại vì á ăn nước á anh là nó sợ gớt vậy đó hả, cho nên nó cầm hoài vậy nè mình hứng á. Dạ. Lời rồi mới bỏ vô miệng ăn cho nên mấy lâu mới chậm, sợ gớt vô mình sợ nhiễu. Tại vì bây giờ ảnh biết nhiều rồi, ảnh có ý thức cho nên nó là mấy vậy chứ như hồi trước có biết cái gì đâu. Dạ. Hồi trước có biết tới cái gì đâu. Sáng có tập cho ảnh cái chân mà một chút không chị? Có, em tập cái xe đi. À, tập xe đi hả? Dạ. Dạ. Đạp vòng vòng nha. Biết đạp lên nè. Gì đó. Để cái giờ lên lại. Mừng quá ai. Dạ. Mỗi ngày cải thiện tốt chị mừng lắm bà con ơi. Ráng cố gắng lên anh ơi. Trời ơi, ăn hai muỗng lượt luôn hả? Trời ơi, ăn quá trời, bữa nay ăn lia lịa hết trơn bà con ơi. Ăn còn mồi quá, chắc quấy cơm thêm quá. Quấy cơm thêm đi. Ăn thấy ngon quá à. Tại vì cái buổi sáng á thì mình nạp năng lượng cho nhiều đi. Buổi chiều ăn ít cũng được. Buổi chiều thì đừng nên cho ăn nhiều quá. Tại vì ăn lại quay cái ngủ rồi. Cho miếng cơm nữa đi chị ơi. Thấy ăn ngon quá. Đút cho Hậu Giang muỗng rồi còn thịt nhiều quá. Phải nhớ niệm Phật nha, anh không có quên nha. Đừng có quên nha, lúc nào ngủ thì thôi nha anh. Ở nhà mình có thờ mẹ nè. Biết không? Này bà con thấy lúc này gương mặt ảnh đầy đặn thấy cưng lắm bà con. Ăn được á, ăn được và ngủ được á, cho nên là cái gương mặt tròn trịa lắm. Ờ thịt chị muốn gì em thấy ngon rồi mà em nhìn không mà em thấy còn ngon nữa. Phạt đậu con dữ vậy chị Kiều. Bùng bùng lên chứ đâu có nhiều đâu. Ôi ơi. Ôi bữa nay ăn lắm, vừa ăn lắm. Hả? Em muốn vừa ăn lắm không? Bởi vì thấy là mình nghe thấy cái miếng thịt không là thấy ngon rồi. Ê, bởi vì ăn thì thích. Ê, ăn miếng thịt nè. Giờ giả bộ nói 1 tiếng thì giả bộ nói thôi em no rồi chị Kiều ơi coi. Nói 1 tiếng thôi, không cần nói 1 tiếng nữa. Wow. Bây giờ anh dễ ngủ lắm á bà con. Bà con thấy là nhiều khi ăn chưa xong bữa cơm nữa cái là buồn ngủ rồi. Mừng lắm. Ăn uống được cái kháng thể nó tăng lắm chị Kiều. Dạ. Tăng cái kháng thể á. Nó cải thiện. Có bà con á
có bà con mới xem kênh của Hậu Giang và mấy anh em ghi hình á, thì bà con không biết nghệ sĩ Ngân Phúc là bệnh như thế nào. À, để Hậu Giang nói cho bà con mình mới xem video thì bà con biết nha. Nghệ sĩ Ngân Phúc á, là bệnh hậu Covid nè, rồi là khô não, biến chứng qua tai biến liệt nửa bên người. Ảnh tên thật là Lê Văn Vũ, 39 tuổi. Ê, hồi ôi, múc gọn hơ rồi, múc lẹ luôn. Thấy mà thấy gần gớt bắt đầu đưa lẹ vô ha. Ý ăn thịt chứ. Ý thích quá trời luôn. Bà con ơi, bà con đang xem trên kênh Hậu Giang quê tôi, bà con nhớ cho một like ủng hộ Hậu Giang nha bà con. Và bà con này chưa có đăng ký, bà con nhớ đăng ký ủng hộ Hậu Giang. Bà con đã đăng ký rồi, bà con cho Hậu Giang một like là bà con ủng hộ Hậu Giang rồi đó. Hồi ôi nha, nghe thấy thèm dữ chị Kiều. Chiên giòn. Nhây gụm gụm ra ta. Rồi ăn còn chép nữa. Sao chịu nổi không biết, nó cho muỗng đi. Bây giờ Hậu Giang mắc cơ hội gì nha bà con. Lúc trước xin ăn hoài chứ lúc này là rồi vậy. Tự ăn được rồi đâu có xin được nữa. Chứ mình đút không ha. Đút không ha. Đút không mà ăn đâu ăn chậm chày chứ đâu có mà cảm giác mà ngon vậy đâu. Tại vì lúc đó ảnh đâu có biết nhiều chị Kiều. Cho nên là ăn theo cái quán tính của mình vậy đó. Ôi ê, trời ơi. Ăn dính cái muỗng rồi kinh ra. Ăn từ từ thôi. Quá rồi, bữa nay ăn quá trời rồi. Ăn muốn xin can luôn rồi bà con ơi. Em muốn cười ấy, Hậu Giang là gì? Ăn Hậu Giang cũng la nữa. Ăn gì quá trời lẹ gì, ăn từ từ. Ăn từ từ. Trời ơi, ngồi gần nghệ sĩ Ngân Phúc mà Hậu Giang để cái tay bên đây mà ảnh nhai nghe giòn chịu không nổi luôn nha bà con. Hậu Giang để mic cho bà con nghe nha. Nhai gụm gụm luôn á. Đâu. Trời ơi, ăn hết dĩa cơm này năng lượng tràn đầy luôn rồi. Ngủ sớm không chị? Ngủ sớm rồi. À, đây ba cậu cháu coi phim hồi ba cậu cháu ngủ chưa? Vậy đó hả? Đây tới Tết thì cái tóc này chắc cũng ra khá khá rồi. Chừng nào nữa mà ra dài cái Hậu Giang cắt, cái Hậu Giang xài gheo, Hậu Giang chải qua bên cho đẹp. Lấy lại phong độ ngày xưa luôn. Đúng rồi, xài gheo hay là chải qua. Trời, cái tóc dài mà em sửa sạn cái là đẹp cực kỳ luôn á. Tại nó đủ chải, nó đủ dài á. Mình dắt lên đây nè chị, mình chải qua bên vậy nè. Cái mình tém lên. Giống như cái tóc ảnh ngày xưa vậy đó. Y găng luôn á. Cái này ảnh tròn trịa bà con, cho nên là cái ót ảnh cũng dễ hớt hơn lúc trước nữa. Lúc trước ốm quá tại nó khuyết á chị Kiều. Rồi mình hớt khó. Đút cho Hậu Giang muỗng đi. Chứ thấy nằm không hớt, cạo chọc không. Hồi đó chị mua tông đơ gì chị cạo không hả chị Kiều? Dạ, em á, thằng Dương nó đem tông đơ về cho, gửi về. Về cạo sát luôn hả? Dạ, đẩy sát. Thấy nằm không à, cho khỏe. Thấy tội nghiệp ha. Rồi sao vậy? Tình hình như thế nào? Với họ nằm ở giường á, cái gì bộ giạc á. À, cái gọi đầu khó dữ lắm. Đúng rồi, từ khi có giường của bà Tài tới giờ thì tiện cái là mình muốn gọi đầu giờ nào mình gọi mình ên cũng được nữa. Dạ. Còn cái kia là làm gì phải có người là tiếp. Nó ngồi ha, nó ngồi đâu có được, nó cứng mà. Cứng hết trơn luôn, mình nãy gì xong rồi em kéo quay cái đầu ra ngoài cái giường. Rồi mấy mình hứng nước mình gọi đầu chị. Lúc đó có mình ên nè. Có mình ên nè. Mà kéo cũng khó nữa, như hai nữa cái lưng của ảnh này lúc đó thì cái chỗ nó lét chưa? Lét nhiều lắm rồi. Cái lúc đó là có cái niệm nước. Dạ. Em nó gửi về cái niệm nước cho là bỏ lên cái niệm đó xong em kéo cái niệm nó trơn á. Mình kéo nguyên cái niệm đó kéo luôn. Kéo nguyên cái niệm xây qua. Ẩm đâu nổi hả? Ẩm không nổi. Mình phụ nữ. Tại nó dài quá. Dạ, mình phụ nữ nữa mà. Nó cao chứ. Khó. Khó lắm. Vì nó cứng à. Cái mình cứng đơ à, phải như nó dịu như giờ thì dễ. Bây giờ mình đỡ nó ngồi được nè, còn chứ hả, đỡ nó như gốc cây như hình tượng hình. Bây giờ em mới nói với chị nha. Thật sự hồi đó mà lần đầu tiên em qua em ghi hình đó nha. Mà em ẩm anh Phúc lên là cảm giác về em còn giật mình. Sợ luôn á. Thiệt sự luôn á. Tại vì mình ẩm về giống như bị nó mình nhớ hoài cái cảm giác đó chị Kiều.
Còn còn như vậy thì mình không sợ nè, nếu mà ấy cái là dạ, dạ. Sợ dữ lắm nha. Bà con biết không? Khi đó là cần cổ anh cứng đơ và cái lưng của anh thì bà con ẵm lên, bà con tưởng tượng như bà con đang ghim một cái khúc gỗ lên vậy đó. Cứng đơ luôn mà, đâu có nhúc nhích gì đâu. Cứng đơ mà mắt đứng. Bởi vì tròn trắng vậy đó. Trời, em ẵm về mà em nhớ hoài luôn á chị Kiều. Em lần đầu tiên em qua mà em ẵm anh lên đó. Bây giờ thì dịu rồi mình ẵm khỏe. Giống như nó dịu lại thì mình ẵm có cái độ quằn cái lưng á, mình ẵm dễ hơn, mình bồng dễ hơn là nó thẳng cứng đơ. Cố gắng nha. Bây giờ là gì em cho ngồi nhiều lắm, chưa có anh Hải lên ghế ngồi vậy đó. Đúng rồi, ngồi với bà con cũng dặn massage cái lưng. Yeah. Massage cái lưng. Xong rồi bóp lưng hồi mệt cái dục anh giống. Dạ. Trời ơi, nhai chị không nổi luôn không ơi, nhai nghe giòn quá. Bà con xa gần ở nhà là gửi lời thăm chị Kiều nhiều lắm nè. Dạ. Gửi lời thăm nghệ sĩ Ngân Phúc nè. Nhai cho nhuyễn hả nuốt anh. Có da có thịt lại thấy đẹp trai, lại lấy lại phong độ từ từ rồi nha bà con. Nó chứ biết sao, cái người bệnh là bệnh, nhưng mà cái người bệnh mà mình lấy tông đơ mình hớt xác chùi lũi cái đầu cái mình thấy tội nghiệp chứ. Dù mình hớt còn rồi này kia, còn kiểu cọt rồi này kia, mình nhìn cũng đỡ hơn chị Kiều. À, lâu lâu mới mượn mà người ta dịnh vậy đó hả? Dạ, dịnh giùm á, ẩm mà dịnh giùm để cho em hết á, chứ mình đâu có mượn hoài như bây giờ. Nó ấy là anh làm được không? Hồi đó nó đâu có ngồi được, chứ lại đâu có ai lại đâu. Em làm bây giờ mới cạo chọc cho lâu đó, mấy tháng mình mới thật cạo. Sự là thưa bà con, hôm qua là Hậu Giang rất là bất ngờ. Bất ngờ cái là hôm nay Hậu Giang đem qua tao hết là cũng 3-4 lần hả chị Kiều ha. Dạ, 3-4 lần. Thì thật sự chuyến nào bà con cũng thấy ra, bà con xem video theo dõi lâu bà con biết đó, là mỗi lần hết 2-3 người dịnh. Dịnh quá trời luôn ha. Còn bây giờ bà con thấy ngày hôm qua là Hậu Giang cắt tóc cho anh Phúc không? Không cần phải dịnh, bà con ngồi ngồi mà nhắm mắt lại nữa, gió quá nhắm mắt lại sợ tóc vô. Mà ngồi im gu luôn trời, mà cái tay giống như cái tay em chịu cái đầu qua ngã qua đây ngã, là ngã theo. Trời ơi, vậy nó mừng nó sợ luôn vậy. Biết luôn ha. Biết mấy vị đó chị. Cái bữa nào mà em hết buổi tối đó 2-3 người dịnh. Hết buổi tối mà cúp điện đó. Sáng có rồi đó, em hiện tại đồ dịnh đó. Dạ. Trời. Tại vì 2-3 người dịnh đó bà con, là thật sự cái người thợ khó hết lắm. Như ảnh ngồi như hôm qua vậy là ảnh tự ngồi mà tới Hậu Giang hết xong luôn đó bà con thấy không? Mừng nó sợ luôn. Đúng là dướng cho này dướng cho kia mình hết không được. Mình 2-3 người dịnh đó nó cản trở mình, hay nữa là nó không có vững bằng cái người tự ngồi. Nhiều khi giả sử chị đi dịnh nè, cái chị nói chuyện gì đó chị quên cái tay chị trao gì thì cái ốc nhúng nhích rồi. Nó cái người hết khó lắm, để người tự ngồi vậy đó. Hồi bữa nay ăn vậy là trên 2 chén cơm nha chị Kiều. Quá. Wow. Hồi là xong là quậy thuốc cho uống liền nha. Ôi ôi. Ăn rồi ngủ, chờ cắm này giấc chưa mát cũng đỡ. Có gió ngay cửa nè. Thì đó chê, tôi nấu ăn dữ lắm mà sao giờ tôi nấu ăn hết trơn luôn à. Hồi đó ảnh còn khỏe là chị nấu ăn, ảnh đâu cho hả? Không cho đâu, chê. Bà Kiều nấu ăn gì đâu mà không có ngon lành vậy. Tại thả nấu à. Thả nấu rồi phải chê chứ sao, không vừa miệng mà. Với em nói em hay bỏ ớt là la làng, không ăn ớt không được, để cho ba ăn luôn đi. Mà thật sự nghe cái người mà nấu ăn ngon thì cái người đó cực. Tại vì do là cái người khác làm không vừa ý không mình vậy. Cho nên là tự làm cái gì cũng tự làm chân, cho nên cực là gì đó. Hồi đó Phúc với lại má em mạnh đó là em khỏe. Em chỉ rửa thôi còn hả nấu hết trơn. Cô cũng nói cô cũng biết nấu, cô cũng thợ nấu mà. Trời, má em thợ nấu đó. Cái gì? Thấy cô nói là em nấu đâu có vừa ăn bỏ. Hỏi em chọc cơm hỏi gì chứ cô bây giờ cô còn nấu không? Rồi má nói không. Cô nói không. Bây giờ chân cẳng cô yếu mà cô đâu có nấu mà gì hỏi cô truyền lại cho ai. Thôi,
truyền lại cho chú. Truyền lại cho chú, truyền lại cho ổng rồi. Vậy là ổng rồi. Ba em muốn cười mà ổng nói bốn mấy tuổi mà không biết nó. Thì cái gì? Đi làm kiếm tiền không à. Đúng rồi. Với lại mình nghèo khổ mình đâu có đồ ăn ngon đâu mà mình nấu. Đúng rồi. Có gì ăn đó, mình biết. Biết nấu cơm, kho cá rồi thôi chứ còn ví dụ nấu những cái món mà cao sang rồi như người ta thì mình cũng đâu có tiền đâu mà để mua mà nấu. Dạ. Nhà thấy mấy cái món này là thấy đơn sơ mà lộng lẫy với nghệ sĩ Ngân Phúc rồi nha bà con. Nhưng mấy món này em làm được lắm nè. Chiên luộc rồi đó. Không mà từ khi mà anh Phúc bệnh tới giờ là chị biết làm được làm nhiều món phải không? Từ lúc cô chú Mạnh Thường Quân á. Dạ. Cái giúp cho tiền bà bảo cho Phúc đó. Dạ. Xong rồi chỉ mà em nấu này nấu kia vậy đó em mới biết đó. Đúng rồi, mình làm cái cũng quen. Anh Út với tại đầu truyền lại cho em đó. Dạ. Nói là cô chú dặn nấu vậy vậy vậy. Đúng rồi. Là em mới biết nấu luôn đó. Chứ em chỉ luộc không. Nói chung là tại vì mình không có thời gian để mình làm thôi. Chứ còn có thời gian giống như bây giờ mình muốn đi làm cũng đâu có được. Rồi ở nhà mình nấu này nấu kia cho anh Phúc, bồi bổ cho anh Phúc rồi biết mình cũng quen. Dạ. Vậy những gì mình không gành thì bà con cô bác này là hướng dẫn thì mình sẽ làm được thôi chứ có gì đâu. Cô chú cho tiền cái đầu kêu mua món đó hầm với cái đó. Dạ. Nấu với ăn bồi bổ. Dạ. Là em mới biết. Ôi ôi bữa nay ăn lẹ luôn bà con ơi mà ăn ngon nhiều quá trời luôn. Mừng sắp có ngôi nhà mới cho nên là có động lực lắm bà con ơi. Ý, bữa nay ăn không có đổ như mọi khi nữa nha. Tém sạch trơn luôn kìa. Ôi hộp cơm cũng vét nữa. Rồi đút miếng canh đi rồi xuống... pha thuốc cho anh uống đi chị. Uống liền đi, ăn cơm xong rồi uống liền. Chị cho uống nước khá khá vô ngày nghe chị Kiều. À, uống nhiều nước lắm. Cho nó mát cơ thể. Em ngâm nước táo đó. Dạ. Xong cho uống hoài. Ngọt ngọt cũng khoái lắm, uống hoài. Đúng rồi, uống đó nó cũng bổ. Mà em thấy anh ảnh dạo này anh uống nước được nhiều mừng. À. Có độc tố rồi trong cơ thể thì nó cũng bài tiết ra được. À. Quá ngon luôn, bữa nay dĩa cơm năng lượng quá trời luôn. Trời, giác không còn miếng. Bà con ơi, bà con nhìn nghệ sĩ Ngân Phúc ăn nè bà con. Giác cái dĩa cơm bà con coi nè, sạch trơn luôn vậy nè quý cô chú anh chị. Đó. Hướng Phật mà sợ tội lắm. Sợ tội. Cơm nước là giác sạch gì đó, bà con coi nó còn một hộp cũng giác nữa kìa. Giác cái dĩa bóng hế luôn nha. Thấy cưng gì đâu á. Nè thấy không, còn đây hộp nè. Nè. Mừng quá à. Đó, giác. Giác sạch trơn vậy mới được, ăn là giác sạch vậy đừng có để lại tội. Đó, ăn rồi bỏ muỗng xuống đâu. Dạ. Ơi, ăn xong là bỏ muỗng xuống rồi kìa bà con thấy không? Hết rồi ăn rồi. Hết rồi nha. Bữa nay không có con bướm nữa cho nên không có múc con bướm ăn nữa rồi. Trời ơi kìa còn chút. Ôi thấy cưng gì đâu ăn sạch trơn. Thôi đi anh. Còn cái muỗng chút xíu là dính cũng mà đậu con. Buông ra đi anh. Rồi lau miệng, lau miệng, lau miệng. Ờ tự lau luôn, bà con thấy tự lau miệng kìa bà con. Trời ơi. Biết nay, rồi đó. Bữa nay mừng quá bà con ơi, ăn là tự lau miệng nữa. Lau miệng đi cho sạch đi. Giỏi lắm. Ôi, ăn nhịp giò quá kìa nghe. Nghệ sĩ ăn mà nhịp giò quá bà con khán giả cười đó. Rồi xuống chị pha ngã đen ngã chống độc của Cao Trung Sơn cho anh uống luôn đi. Ăn rồi uống liền đi chị. Yeah, lau miệng cho hấp thu nhanh. Lau miệng đi anh. Giờ là pha ngã đen ngã chống độc của Cao Trung Sơn thành phần chính cho nghệ sĩ Ngân Phúc sử dụng nha bà con. Ở đây là cái hộp bột lớn nè quý cô chú anh chị.
bột lớn và bột nhỏ, hộp viên nhỏ và viên lớn nữa. Bà con mà khó sử dụng với cái loại bột thì bà con sử dụng với cái loại viên. Tại vì viên và bột là đều công dụng như nhau nha quý cô chú anh chị. Hơi nhiều rồi đó chị ơi, kệ lỡ rồi kệ đi, với anh uống cũng lâu rồi mà. Chị... nó có sức mạnh rồi, uống ít sao thấm. Có sức mạnh rồi uống ít sao thấm. Chế mật ong vô chị Kiều ơi. Hậu Giang không có uống bột được, đắng quá. Hậu Giang uống viên không mà dễ uống. Miếng nữa, mật ong ngọt ngọt đi chị. Ôi ôi, bữa nay pha thuốc hơi nhiều nha. Ít ít nước thôi, để nhiều quá. Pha với nước ấm nha bà con. Bột thì bà con pha với nước ấm. Còn bà con uống viên á, bà con uống với nước ấm hoặc là nước lạnh cũng được, không sao hết trơn á. Nhưng mà bà con khi mà con bà con mình sử dụng ngải đang ngải chống độc của Cao Trung Sơn, bên kênh YouTube của Hào Giang chia sẻ là bà con lưu ý nha. Bà con uống ít gì là một ngày cũng 2 lít nước nha bà con. Và từ 1 tới 10 ngày và tùy theo cơ thể của bà con mình có độc tố nhiều hay là ít thì nó làm cho mình là ghim mình nè, quể quải cái chỗ đau nhức, bà con bị đau nhức thêm đó. Và bà con cảm giác như là nó khô cổ, nó nóng mấy ngày đầu vậy đó, rồi là từ từ nó thải cái độc tố trong cơ thể ra bà con. Rồi bà con sẽ khỏe rồi đi, em cầm đi đứng này cho. Ủa thằng Ly này có ai nữa, của em hả? Đó, cho anh đó. Đó, để cho anh uống đi chứ. Mình em ngâm nhiều lắm mà, mình mạnh khỏe mà uống gì không được. Không phải ngâm rất nhiều. Đó là bà con bị đau bao tử thì bà con cảm giác là bị nóng gáp trong bao tử nè, đó, nó xót xa. Bà con yên tâm, bà con sử dụng thì khi nào nó thải độc tố ra hết thì nó hỗ trợ điều trị cho bà con mình nè. Tại vì nó là thuốc nam cho nên không bị bất cứ một cái tác dụng phụ gì hết, cho nên bà con không lo. Hậu Giang gửi đi Mỹ, đi Úc, gửi đi cắt nước nhiều lắm đó quý cô chú anh chị. Nhăn. Uống hơi đắng. Gắng đi. Gắng đi ăn vì sức khỏe. Cố lên. Uống đi để hồi phục sức khỏe. Uống đắng thấy cũng tội nghiệp, chừng nào anh uống viên được em đem viên qua cho anh uống. Chừng nào mà anh nuốt viên được á chị Kiều. Dạ. Mình pha mật ong vô đỡ. Và nếu như bà con nào có bị tiểu đường là không nên pha với mật ong nha bà con. Tiểu đường thì bà con uống bột, uống với nước ấm thôi. Nút chưa? Ngon ngắm. Khi bà con đặt ngải đang ngải chống độc của Cao Trung Sơn bên kênh YouTube Hậu Giang chia sẻ thì nhân viên bưu điện sẽ giao tới địa chỉ của bà con nè. Rồi bà con nhận thuốc, bà con dở ra, bà con thấy là cái logo màu xanh của Hậu Giang quê tôi kết nối thiện nguyện có 3 số điện thoại đó. Lúc nào bà con mà có quên sử dụng á thì bà con điện cho Hậu Giang bất cứ lúc nào, bên Hậu Giang sẽ hỗ trợ cho bà con mình sử dụng cho đúng cách để bà con cải thiện bệnh nhanh. Quên nữa. Ăn rồi uống vô nó không bị đắng nè. Ủa uống rồi ăn vô. Uống rồi ăn vô đi. Buổi tối cho uống hả chị Kiều? Ngày hai cử nha. Dạ, tối nay muốn cho uống à. Hồi lúc trước là anh Phúc là chị Kiều cho uống ba cử luôn hả chị Kiều? Ba cử, uống thuốc này không à. Dạ. Không có uống thuốc ra tay luôn á. Ở đó không có tiền, ngày đâu có mua gì được. Dạ. Rồi bây giờ ảnh cải thiện khá rồi, cho uống hai cử sau bữa ăn nè bà con. Tại vì sau này có chen thuốc não, thuốc tây đồ vô bà con, cho nên là hai cử à. Mà anh Phúc là chị cho uống gì là cái đô cũng nặng rồi đó, trên muỗng rồi đó nha. Nặng rồi đó hả? Nặng đô rồi đó. Với ảnh sử dụng cũng mấy hộp rồi mà còn gì nữa. Nó cũng là quen rồi. Chứ khi bà con mới uống là bà con lưu ý nha bà con. Nếu mà bột thì sáng nửa muỗng, chiều nửa muỗng sau bữa ăn. Rồi là 10 ngày bà con mới tăng liều lên sáng muỗng, chiều muỗng. Và bà con uống viên á, là sáng 3, chiều 3 sau bữa ăn nha bà con. Và đúng 10 ngày bà con mới tăng lên là sáng 5, chiều 5. Uống nước đi anh, uống nước táo đỏ đi. Không
về bán cho bà ngoại ở nhà mình. Cho miếng sữa chua đi chị ơi. Ok. Vô qua ngay là sữa chua. Sữa chua. Sữa chua cũng là của Quý Mạnh Thường Quân hỗ trợ đó nghe bà con, tất cả những gì mà nghệ sĩ Ngân Phúc sử dụng là bà con xa gần gửi không đó. Táo đỏ này cũng vậy. Sao chị không để cho anh Phúc uống đi mà chị múc cho Hậu Giang? Em ngâm cũng nhiều lắm. Cái người bệnh là sức khỏe quan trọng, mình khỏe mình ăn uống cái gì cũng được hết. Ưu tiên cho ảnh đi. Trời không uống mà đúng ông hút rồi chị Kiều, thấy tội nghiệp không? Lâu lâu à, anh qua cũng mời anh ly có sao đâu. Trời ơi, thôi uống hết của Y để dành lại cho Y đi. Ngày mà cho Y uống 2 ly nước này là ngon lành. Quậy kìa chị Kiều. Nóng không mà quậy vậy? Ấm à. Ngày uống mấy ly luôn á. Dạ. Ngày nó uống mấy ly luôn. Ồ, vậy mừng quá rồi. Nó uống hoài luôn. Uống tốt. Hai bịch. Có tiếng là tiếng hồ cái thấy ảnh khô khô miệng cho anh uống. Đúng rồi. Ực luôn. Vừa uống nước mà vừa ăn cái được luôn. Cái này là thơm nghe chị Kiều, mà khi mà chị đem cái ly nước ra là để gần bên làm thấy thơm rồi đó. Thơm. Thơm mà cái hậu màu ngọt, cũng đẹp nữa. Hậu nó ngọt. Thanh dạ. Ôi ôi, sữa chua ngon lành ha. Sữa chua là cũng tốt cho cái hệ tiêu hóa của anh lắm. Vì bánh đi bà ngoại nhà mình đó con. Bữa nay chú đâu rồi chị? Ba anh đi xúc bèo cho cá ăn. Máu vậy nước rồi đó. Ăn cơm còn gù gù nữa mà đừng nói ăn sữa chua. Công nhận bữa nay anh ăn mừng quá ha chị Kiều. Ăn ngon sợ lắm trời. Ăn ngon mà nhai thấy ngon lành gì đâu. Sáng giờ ngủ hết cử rồi đó. Vậy đó hả? Em qua là ngủ mới thức đó hả? Dạ. Ăn rồi là đầu đưa uống thuốc rồi là ngủ. Có cái khi mà uống cái ngải đen ngải chống độc này, ngải chống độc này bà con là dễ ngủ lắm. Dễ ngủ. Tại vì nó cái dược tính nó cũng cao, nó tăng cái kháng thể á bà con. Mừng quá. Sao mà Hậu Giang mê, Hậu Giang qua ghi hình cái Hậu Giang bước vô lần đầu tiên cũng như mọi khi nữa. Hậu Giang mới qua hả Hậu Giang ấy. Cháu Hậu Giang khóc luôn, chắc nói chuyện không được quá. Mừng. Ngủ thấy hoài à, thấy nói chuyện lại được hoài. Mình em với chị cũng như bà con mình xa gần vậy đó. Yeah. Lúc nào cũng vậy chứ. Lúc nào cũng trong anh nói chuyện lại được chứ. Thân nghiệp. Có ông mình không có vợ con hết. Bởi vì cha mẹ thì bệnh. Cha mẹ cũng đâu già mấy lâu mà bệnh quá trời bệnh. Cô bệnh mà giờ cô đỡ thì cũng đỡ, nhưng mà cái tim của cô nói chứ cái tim hở quanh tim là cũng còn cái nỗi lo canh cánh bên lòng nghe chị Kiều. Bệnh bao tử cô thì hết rồi, mừng cô chú là mừng rồi đó. Nhưng mà Hậu Giang cũng có nhắc cô là đừng nên ăn mắm. Em nghĩ cho hôm đó này cô ăn mắm nhiều quá, tại vì vắng lâu quá cô không ăn, cô thèm ăn mắm gì mà mỗi ngày luôn. Mấy bữa nay em mà kêu em mua nữa, em nói người ta nghỉ bán rồi, hết rồi. Đừng có mua, Hậu Giang mới nhắc cô đó. Em mua về làm mắm phải rồi ăn hoài luôn. Một năm mấy hai năm không ăn mắm mà. Rồi khi mà hết đó bà con rồi cô thèm mắm. Ăn mắm sống nữa. Mắm sống ăn tối ngày mấy bữa đó là ăn liền. Ăn liên kiền luôn mà. Rồi nghệ sĩ Ngân Phúc cũng ăn xong rồi bà con ơi, để cho ảnh ngủ trưa một giấc. Hậu Giang cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý cô chú anh chị bà con gần xa đã luôn chia sẻ và cùng đồng hành Hậu Giang với tôi. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị bà con ở video tiếp theo. Bà con xem bà con nhớ ủng hộ Hậu Giang bằng một nút like nha bà con. Và bà con này chưa có đăng ký, bà con đăng ký ủng hộ Hậu Giang. Bye bye bà con. Bye bye khán giả đi anh Phúc ơi. Bye bye khán giả nè bà con này.